Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước và các viện vệ sinh dịch tễ Viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg. Được biết, thì Marburg là một bệnh truyền nhiễm cấp tính đặc biệt nguy hiểm do virus Marburg gây ra và có tỷ lệ tử vong cao từ 50 cho tới 88%. Bệnh có thể lây truyền từ động vật như là dơi hay là động vật linh trưởng sang người, sau đó thì lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết cơ thể hoặc với môi trường, vật dụng mang dịch tiết của người bị nhiễm virus Marburg. Và để chủ động phòng chống dịch bệnh Marburg không để lan truyền vào Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia có dịch khu vực châu Phi trong vòng 21 ngày và đồng thời thì phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu để xét nghiệm chẩn đoán, quản lý ca bệnh nếu có và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.